Xin chào tất cả các bạn học viên thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại khóa học chúng ta. Tất cả các bạn đã tải những văn bản pháp luật mà tôi đã đính kèm chưa? Bạn đã tải về máy chưa? Vì hôm nay chúng ta sẽ dùng đến nó đấy. Đó, được chưa? Nếu mà các bạn xem liên tục các bài học của tôi ấy, thì tôi mong rằng các bạn xem ít nhất là 3 lần trên một video, thì khi đó cái kiến thức nó mới vào tiềm thức của các bạn được. Còn không thì nó chỉ ở cái phần ý thức. Có nghĩa là bạn ý thức được là phải xem video thì nó chỉ nằm ở cái phần ý thức. Mà như tôi nói hôm qua thì cái phần ý thức nó chỉ lưu giữ được tầm 1 tháng thì bạn sẽ quên ngay cái kiến thức này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay về cái nội dung chính của bài học, đó là giải pháp tối ưu chi phí đóng bảo hiểm mà vẫn tuân thủ pháp luật. Để hiểu sâu hơn và hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua một cái ví dụ có đáp án cụ thể. Tại sao tôi lại có đáp án? Tại sao tôi lại đưa ra đáp án luôn cho các bạn? Tại vì tôi muốn các bạn học theo cái phương pháp của tôi. Phương pháp mà tôi đã áp dụng thành công đó là logic ngược. Đó là việc chúng ta luôn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao? Tại sao có cái đáp án đó? Ok, bây giờ chúng ta có câu hỏi như sau. Anh Sơn ơi, em thu nhập là 15 triệu đồng trên một tháng. Vậy anh cho em hỏi làm sao chỉ đóng bảo hiểm ở mức 4 triệu đồng thôi? Theo các bạn đáp án là gì? Và với cái câu hỏi đó thì cách xử lý ra sao? Nếu như là năm 26 trở về trước thì khi đó mức lương tham gia bảo hiểm chỉ là cái mức lương cơ bản thôi. Như vậy câu trả lời của chúng ta rất đơn giản rồi đúng không? Đó là chúng ta có thể mức lương cơ bản là 4 triệu, còn 11 triệu kia chúng ta sẽ cho vào các khoản phụ cấp như là phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại vân vân. Nhưng mà sao ạ? Từ năm 2018 thì chúng ta sẽ đóng bảo hiểm trên lương cơ bản cộng phụ cấp lương cộng các cái khoản bổ sung khác như chúng ta đã học ở cái bài thứ nhất, ở cái buổi thứ nhất. Như vậy với năm 2018 tôi có cái câu trả lời cho cái câu hỏi ở phía trên như sau. Nếu em chỉ muốn đóng bảo hiểm ở cái mức 4 triệu trong khi thu nhập của em là 15 triệu thì em sẽ phân bổ như sau. Thứ nhất đó là mức lương và tiền công chính thì em cho là 4 triệu. Cái 4 triệu này chúng ta sẽ đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai chúng ta sẽ cho tiền ăn ca là 700.000. Thứ ba bạn sẽ cho tiền hỗ trợ xăng xe là 1 triệu. Thứ tư tiền hỗ trợ điện thoại là 1 triệu. Thứ 5, tiền hỗ trợ đi lại là 1,5 triệu. Thứ 6, tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ là 3 triệu. Tại vì chúng ta có 3 đứa con. Tôi ví dụ là như thế, có 3 đứa con. Hoặc là 2 đứa con. Bây giờ gia đình ở người Việt Nam chúng ta thường thường là sẽ có 2 đứa con, được chưa? Tiếp theo đó là hỗ trợ giữ trẻ. Ví dụ có 3 đứa con này thì có 2 đứa nhỏ thì là phải thuê người giữ trẻ. Thì là mỗi đứa mất 900.000 thì công ty sẽ hỗ trợ cái tiền này. Tổng 2 đứa là 1,8 triệu, được chưa? Như vậy ở phía trên này của chúng ta đã là 9 triệu. Được chưa? 9 triệu. Đến đây thì chúng ta đã giải quyết xong bài toán chưa? Chưa nhá, vì bây giờ chúng ta mới có 9 triệu thôi. Đó, còn thiếu 2 triệu nữa. Như vậy, tôi giả sử rằng công ty này có ghi trong cái phụ lục hợp đồng, trong quy chế của công ty, tiền thưởng của công ty có quy định là nếu mà anh làm đủ 24 công trên 1 tháng thì tôi sẽ thưởng cho anh 500.000 đồng. Nếu anh làm đủ thì anh sẽ có 500.000 đồng. Tiếp theo, cái thứ 9 đó là chúng ta sẽ có cái khoản phụ cấp hiệu quả công việc, đó là 1,5 triệu một tháng. Nếu anh đạt hiệu quả các cái tiêu chí trong cái quy chế tiền lương, tiền thưởng của công ty thì anh sẽ được thưởng là 1,5 triệu trên một tháng. Đó, ok chưa? Như vậy là chúng ta đã giải đáp xong cái bài toán, đó là chúng ta chỉ đóng có 4 triệu ở cái mục 1, đó là mức lương và tiền công chính là 4 triệu thì chúng ta đóng bảo hiểm. Còn từ mục 2 đến mục 9 là chúng ta những cái khoản mà không phải đóng bảo hiểm là tổng là 11 triệu. Vậy câu hỏi đặt ra là anh ơi, thế tại sao anh lại nói là tiền ăn giữa ca, tiền hỗ trợ xe, tiền hỗ trợ điện thoại, hỗ trợ đi lại, nuôi con nhỏ, hỗ trợ giữ trẻ, phụ cấp hiệu quả công việc, phụ cấp chuyên cần là không bị đóng bảo hiểm? Tại sao? Anh ơi, còn một số khoản nữa cơ mà. Sao em thấy có nhiều khoản lắm, sao anh kê có mấy khoản này thôi? À, cái đó thì còn phải phụ thuộc vào từng cái doanh nghiệp của các bạn như thế nào và người lao động như thế nào để chúng ta làm cho nó chuẩn và nó sát thực nhất. Tại vì khi mà bên bảo hiểm họ kiểm tra thì họ sẽ căn cứ vào những cái khoản này có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của chúng ta hay không. Tôi ví dụ như này, có nhiều bạn là nhân viên đã có sổ hộ khẩu tại đấy là các bạn lại đi phụ cấp là 2 triệu đồng trên một tháng tiền thuê nhà. Rất là buồn cười. Nó có liên quan gì đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta không? Chả hề liên quan cái gì cả. Đó, đúng không ạ? Trừ khi là anh điều cái nhân viên đấy đi một nơi khác để làm và người ta không có nhà ở thì anh phải thuê và phụ cấp cho người ta là 2 triệu đồng trên một tháng cũng được. Ok, đó là phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tại vì anh ấy phải ở đấy để làm việc, đúng không ạ? Thì đó, các bạn phải căn cứ, phải chuẩn xác
phải hợp lý thì các bạn mới cho vào được, chứ không phải cho bừa được. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, không nói dài dòng nữa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái sơ đồ tư duy để chúng ta nhìn lý do tại sao. Sau đó chúng ta sẽ vào chi tiết những cái luật, những cái thông tư, cái nghị định, trích xem là điều đấy là nói cái gì, và căn cứ vào đó chúng ta mới biết được là pháp luật cho chúng ta làm những cái gì, đúng không ạ? Ok, đây là cái sơ đồ tư duy mà tôi đã vẽ ra cái đường đi của các cái văn bản, cái nghị định, các cái thông tư mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ban đầu đó là chúng ta sẽ phải tìm hiểu đến cái luật bảo hiểm xã hội 52/2014 tại cái điều 89 nói về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các bạn mở cái file mà tôi đã gửi cho các bạn ở cái mục đính kèm ấy, các bạn mở ra. Ok dạ. Các bạn mở đến cái điều 89 như tôi đã mở sẵn đây là trang 37. Các bạn đọc cái khoản 2: đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người lao động sử dụng quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cộng phụ cấp lương. Đó, các bạn lưu cho tôi mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Lưu cho tôi 3 điểm. Thứ nhất là mức lương, thứ hai là phụ cấp lương và thứ ba là quy định của pháp luật. Và các bạn luôn luôn phải đặt ra câu hỏi mức lương là gì, phụ cấp lương là gì và quy định pháp luật lao động tại đâu, được chưa? Thì mức lương thực chất là lương cơ bản, còn phụ cấp lương chính là những cái khoản mà để bù đắp về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương nó chưa đáp ứng được. Còn quy định của pháp luật về lao động thì quy định tại đâu ạ? Ở đây các bạn nhìn ở sơ đồ tư duy, ở đây nó quy định tại thông tư 59/2015, thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Ở đây cụ thể là điều 30, thì chí nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào cái thông tư 59 này xem nó quy định là gì, được chưa? Các bạn đọc tiếp ở đây, đó là từ ngày 1/1/2018 trở đi thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cộng phụ cấp lương và các cái khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Thì cái quy định pháp luật của lao động này cũng quy định tại điều 30 thông tư 59. Ok, ở cái luật bảo hiểm 2014 này thì các bạn chỉ cần quan tâm cho tôi tại cái khoản 2 điều 89 này thôi, còn những cái việc khác thì chúng ta chưa quan tâm đến, chưa bàn đến, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu xem quy định của pháp luật tại thông tư 59 là như thế nào. Thì các bạn hãy mở cái file thông tư 59 ra cho tôi. Ok chưa? Tôi đã mở sẵn đây rồi. Nó ở cái trang 35 ấy. Trang 35 hoặc là trang bao nhiêu đấy, các bạn tìm đến cái điều 30, đó là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ok chưa? À, thì chúng ta cần tìm hiểu cái gì ở cái điều 30 này? Các bạn nhìn vào cái sơ đồ tư duy ở đây thì tôi có 3 cái nhánh. Nhánh thứ nhất đó là căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2016 đến 2017 là căn cứ ở đâu. Thứ hai đó là căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 là ở đâu. Thứ ba là căn cứ các khoản không tính đóng bảo hiểm xã hội tại khoản 3 điều 30 thông tư 59/2015, đúng không ạ? Nó căn cứ tại khoản 3 này. Và đây chính là cái đáp án cho câu hỏi đó là tại những cái khoản đó là khoản tiền ăn ca, tiền hỗ trợ xăng xe, tiền hỗ trợ điện thoại đi lại thì tôi lấy chính là ở khoản 3 điều 30 này. Ở đây chúng ta cùng nhau xem. Chúng ta xem cái không phải đóng bảo hiểm đi. Xem trước tại khoản 3. Được chưa? Khoản 3 điều 30, khoản 3 điều 30. Thứ nhất các bạn đọc này, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng quy định tại điều 103 của Bộ luật Lao động. Ok chưa? Tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn ca, tiền hỗ trợ xăng xe, điện thoại đi lại, nhà ở, giữ trẻ, nuôi con nhỏ, có thân nhân bị chết, người thân kết hôn, sinh nhật, gặp hoàn cảnh khó khăn. Đó, và những cái trường hợp gặp hoàn cảnh khó khăn này phải được ghi thành các cái mục riêng trong cái hợp đồng lao động, được chưa? Phải có cái quy định trong cái hợp đồng lao động thì mới được cho vào. Đó, thì đó là cái căn cứ mà tôi lấy để làm và giải đáp trả lời cho cái bạn kia. Đó là cái về tiền ăn ca tôi cho 700, hỗ trợ xăng xe tôi 1 triệu, hỗ trợ điện thoại tôi cho 1 triệu, hỗ trợ đi lại tôi cho 1,5 triệu, hỗ trợ nuôi con nhỏ 3 triệu, hỗ trợ giữ trẻ tôi cho 1,8 triệu, đúng không ạ? Tất cả những khoản này của tôi là không phải tính đóng bảo hiểm. Ok chưa? Tại vì nó đã có căn cứ rõ ràng tại khoản 3 điều 30 thông tư 59 rồi. Ok chưa? Đó, ví dụ như là những cái khoản như là gặp khó khăn thì thỉnh thoảng mới gặp thôi, đúng không ạ? Làm sao tùy trường hợp nó mới có thôi, thì chúng ta không thể liên tục để chúng ta giảm từ tháng 1 đến tháng 12 được, đúng không ạ?
sinh nhật cũng thế, một người có một năm có một lần thôi, đúng không ạ? Đó, cho nên là với cái điều kiện này thì chúng ta chưa đủ để giải cái bài toán của chúng ta. Như lúc nãy tôi đang nói là chỉ có 9 triệu thôi, đúng không ạ? Nó chưa đủ để giải bài toán đó. Thì bây giờ còn 2 triệu nữa thì chúng ta phải tìm ở trong cái thông tư nghị định xem cái khoản nào nó còn quy định là không đóng bảo hiểm hay không, để chúng ta còn đào sâu vào đó để chúng ta khai thác, đúng không ạ? Rồi, bây giờ các bạn nhìn ở đây, tại thông tư 59 điều 30 cái khoản 1, đó là từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cộng phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 4 của thông tư 47/2015. Đó, nó lại dẫn sang từ thông tư 59 lại dẫn sang thông tư 47. Đó, chúng ta xem là mức lương và phụ cấp lương quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2 là cái gì. Chưa, bây giờ các bạn mở cái thông tư số 47 lên. Các bạn mở thông tư số 47. Ở đây tôi đã mở sẵn rồi này. Đó, ở trang 2 các bạn nhá. Điều 4. Rồi, đây nó có nói là tại khoản 1 chính là khoản này. Mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương. Cái thang bảng lương này thì ở buổi sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng cái thang bảng lương này, được chưa? Ok, rồi. Và mức lương tính theo thời gian. Đó, được chưa? Về cái mức lương thì chúng ta đã có cái giải đáp rồi, đúng không ạ? Còn về cái phụ cấp thì sao? Đây này, ở tại khoản 2 nó có quy định này. Phụ cấp lương ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận cụ thể. Cụ thể, ở đây các bạn khoản 2 này nó quy định là điểm A và điểm B cơ. Thì mà trong khi chúng ta đọc ở cái thông tư 59, các bạn mở lại cái thông tư 59 này, nó quy định này. Quy định tại khoản 1 thì chúng ta ok rồi này. Và điểm A khoản 2 điều 4. Nhưng mà khoản 2 lại có hai điểm cơ, điểm A và điểm B cơ. Thì nó quy định điểm A thì đồng nghĩa với việc là điểm A này là điểm mà chúng ta phải tính đóng bảo hiểm xã hội, còn điểm B nó không nhắc đến, chứng tỏ là nó không tính đóng bảo hiểm xã hội, đúng không ạ? Đúng không? Được rồi. Và quay lại thông tư 47 này. Rồi điểm A là gì? Điểm A tính đóng bảo hiểm xã hội này, các khoản phụ cấp lương để bù đắp về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt. Đó, như lúc nãy tôi nói về cái khoản phụ cấp là gì đấy, các bạn có thể hiểu. Được chưa? Rồi, còn điểm B, các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện của công việc của người lao động. Nghe nó quen nhỉ? Nghe quen không ạ? Các bạn mở lại cái bài này. Đây, ở cái mục 8 này của tôi có ghi là phụ cấp chuyên cần mà anh đủ điều kiện, đó là làm 24 công trên tháng thì anh được hưởng. Thì các bạn mở lại, đọc lại cái kia xem nào. Đọc lại cái thông tư 47 là nó phụ kết quả thực hiện công việc của người lao động. Có nghĩa là anh này anh làm đủ 24 công thì anh mới được 500.000 đấy. Thì ở cái điểm B này nó rơi vào cái điểm B này các bạn nhé. Thì cái điểm B này nó không có quy định tại thông tư 59. Thì cái điểm B là điểm không tính đóng bảo hiểm xã hội. Cho nên cái việc mà chúng ta phụ cấp theo cái thực hiện kết quả thực hiện công việc ấy thì nó sẽ không bị tính vào, nó không bị tính vào bảo hiểm. Được chưa? Ok. Rồi bây giờ chúng ta sang cái thông tư 59 để xem là 28 thì nó quy định như thế nào. Ở đây các bạn đọc này, từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 4 của thông tư 47. Nó liên quan đến khoản điểm A khoản 3. Các bạn mở thông tư 47 ra. Đây, khoản 3 đây. Khoản 3 này cũng là có hai điểm cơ, điểm A và điểm B cơ. Thì nó chỉ quy định điểm A, thì điểm B của chúng ta là các cái khoản không tính đóng bảo hiểm, còn điểm A là khoản tính đóng bảo hiểm, được chưa? Ok chưa? Đó, bây giờ chúng ta đọc này, khoản tính đóng bảo hiểm này, các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Đó. Ở đây tính đóng bảo hiểm là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể, các bạn bôi này vào.
xác định được mức tiền cụ thể này. Tiếp theo là điểm B, các cái khoản mà chúng ta sẽ không bị tính đóng bảo hiểm. Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể. Đó, không xác định được mức tiền cụ thể các bạn bồi nó vào. Và mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động trả thường xuyên hoặc không thường xuyên, các bạn bôi cái chỗ này vào nữa, đó là thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương, đó gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. À, các bạn hãy nhớ cái gì ạ? Cái mục 9 của tôi, cái mục 9 lúc tôi giải đáp đó là phụ cấp hiệu quả công việc, đó là 1,5 triệu một tháng nếu có. Nếu anh đạt được thì anh mới có 1,5 triệu, đúng không ạ? Thì anh mới có được cái 1,5 triệu này. Mà theo cái thông tư 47 tại khoản 3 điểm B ấy, thì nó lại ghi là không xác định được mức tiền cụ thể và nó không thường xuyên. Thì cái 1,5 triệu này nó có thường xuyên hay không ạ? Nó không thường xuyên các bạn nhé. Có nghĩa là anh này có đạt được thì anh mới được 1,5 triệu, còn anh không đạt được thì anh ở mức 1,3 triệu, 1,4 triệu. Thì làm sao nó không thường xuyên như thế, thì làm sao mà bảo hiểm biết được mà để mà tính đóng cho lên những cái khoản không thường xuyên ấy? Thì bảo hiểm người ta sẽ loại ra, người ta cho là những cái khoản không phải đóng bảo hiểm. Ok chưa? Đó. Như vậy là các bạn đã biết được và lý giải và trả lời được câu hỏi là tại sao tôi lại cho hai cái mục 8 và mục 9 này rồi, đúng không ạ? Còn từ cái mục 2 đến mục 7 các bạn đã biết được, đúng không ạ? Nó được quy định tại đâu ạ? Tại khoản 3 điều 30 thông tư 59 năm 2015. Còn cái mục 7 mục 8 và mục 9 thì tôi dựa vào cái điểm B khoản 3 điều 4 và điểm B khoản 2 điều 4 của thông tư 47. Nó có nói rõ ở đấy rồi, đúng không? Và các bạn lại đối chiếu ngược lại thì do thằng nào quy định ạ? Do cái thằng thông tư 59 tại điều 30 nó quy định là không có điểm B đấy, nó chỉ có điểm A thôi. Thì suy ra cái điểm B đó là cái điểm mà không phải tính đóng bảo hiểm xã hội, được chưa? Ok, như vậy là chúng ta đã giải đáp được và tối ưu được cái bảo hiểm. Đúng không? Thông qua cái bài toán này các bạn đã hiểu được cái cách tối ưu rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tổng kết lại một lần nữa, các bạn nhìn vào cái sơ đồ tư duy này. Được chưa? Để được tối ưu được bảo hiểm thì các bạn phải dựa vào những cái khoản mà pháp luật người ta quy định, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái điểm mà pháp luật quy định. Thứ nhất đó là tại khoản 3 điều 30 thông tư 59. Thứ hai tại điểm B khoản 3 điều 4 thông tư 47. Và tại điểm B khoản 2 điều 4 thông tư 47 là nó quy định. Đó, ok chưa? Cái điểm B khoản 3 điều 4 nó quy định về các khoản bổ sung. Còn điểm B khoản 2 điều 4 của thông tư 47 thì nó quy định về các cái khoản phụ cấp mà không phải đóng, được chưa? Đó, chúng ta đã giải đáp được câu trả lời của chúng ta chưa? Ok. Rồi. Như vậy là muốn có những cái này thì các bạn phải dựa vào thứ nhất đó là khoản 2 điều 89 của luật bảo hiểm xã hội năm 2018. Ở đó nó có nói là theo quy định của pháp luật về lao động thì chúng ta sẽ có là cái điều 30 thông tư 95/2015 thông tư của Bộ luật Lao động Thương binh Xã hội. Và từ cái điều 30 thông tư 95 này thì chúng ta sẽ triển khai ra được là các cái khoản tính đóng bảo hiểm và các cái khoản không tính đóng bảo hiểm. Và từ đó chúng ta lại lần ra được cái thông tư 47/2015 và chúng ta sẽ tìm ra được các cái khoản phải đóng bảo hiểm xã hội ở các cái khoản mức lương này, phụ cấp này, các khoản bổ sung này. Đó, được chưa ạ? Rồi, ok. Vậy buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.